Tình cờ song tấu piano với nhau, thanh niên và anh trai người Tây biến bản nhạc gốc thành một phiên bản tuyệt vời đến mức nhiều người phải nổi da gà. Được biết hai người này vốn không quen biết gì trước, anh Tây thấy thanh niên đàn piano bài Thằng Điên ở trung tâm thương mại nên đã vào góp vui, cùng xem anh ấy sẽ cảm âm thế nào nhé.